Một giáo hội bị trọng thương, một giáo hội bị đả thương, hơn là một giáo hội bị
tìm sự bình an có cùng trong nội bộ của điều này là cái nói đến từ cái lệnh truyền của Chúa Giêsu, đó là anh em đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi người. Đó là sứ vụ của hội thánh, đó là sứ vụ của từng người Kitô hữu chúng ta. Đến độ công bằng có cái loan bảo rằng nếu một ngày nào đó chúng ta quên đi sứ vụ loan báo tin mừng của mình thì lúc đó hội thánh không còn là hội thánh của Chúa Kitô nữa. Quan trọng là như vậy, nó gắn liền với bản chất của hội thánh, phải lên đường, phải đi ra vùng ngoại biên để mà loan báo tin mừng, để mà chia sẻ những khổ đau, những bệnh tật, những yếu thương của những người đang cần đến lòng yêu thương và sự trợ giúp của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng thấy mẹ Maria là một người trước tiên hơn ai hết. Mẹ đã lên đường đến miền núi, đến vùng ngoại biên, nhưng mà mẹ đã được tin Chúa rằng mẹ đã được cho làm thân bóng của Chúa Giêsu Kitô, con bóng của Thiên Chúa, thì mẹ đã tức tốc lên đường để loan báo tin mừng ấy cho người chị họ Elizabeth. Con cũng đã có dịp đi tới ngôi nhà mà các nhà chuyên môn cho rằng đó là nhà của bà Elizabeth von Zacharia. Ngôi nhà ấy ở nhà ba đường, ngôi nhà ấy có một cái giếng nước, và con đọc sách sử thì con thấy rằng cái giếng nước ấy là nơi người ta đi qua lại rất nhiều ở nhà ba đường đó, và cũng là nơi mà mỗi ngày đến là ở nơi đó họ đi đến, họ uống nước, họ nói chuyện với nhau, họ chia sẻ với nhau những vui buồn của cuộc sống. Thì theo suy luận của con, khi bà Elizabeth đã tuổi đã cao niên mà mang thai 6 tháng thì chắc chắn cũng đã có những lời bàn tán trong cộng đoàn này, chắc chắn chia vui với bà, bởi vì nguyên bà phải sẽ kết nối với người Do Thái ở trong Giêsu không có coi là một điều xỉ nhục, là một điều rất đáng buồn, rất đáng tội nghiệp. Nên chính khi vui ấy đã vui rồi, bây giờ được mẹ Maria cất lên bước lên đường đi đến miền núi ấy để tiếp tục đem Chúa Giêsu đến cho cộng đoàn này, để cho họ được niềm vui nhất 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 bộ. Và niềm vui ấy được diễn tả một cách cụ thể nơi cốt lòng của bà Elizabeth, đó là khi đức mẹ Maria vừa thắp hương chào, hãy đúng hơn sự hiện diện của mẹ Maria trong ngôi nhà ấy đã đem lại cho họ tràn đầy niềm vui mà quên lãng. Vui đến độ, quan lạc đến độ mà một em bé chưa ý thức được gì với thế giới bên ngoài, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đã rộn ràng nhảy lên vì vui sướng. Niềm vui của cái mừng là như vậy. Vậy thì hôm nay con muốn thưa với quý cộng đoàn, mỗi ngày người ta chúng ta mừng lễ mẹ Maria hiện ra ở Fatima, là mỗi lần chúng ta phải chúng ta con xin với quý cộng đoàn để chúng ta chọn cho mình một cái điều đức mẹ đã làm, một gương sống đức mẹ đã thực hiện, để chúng ta bắt chước mẹ, noi gương mẹ, sống tâm tình người con thảo hiếu với mẹ Maria, và tâm tình cũng như việc làm cụ thể trong tháng này có đề nghị với cộng đoàn, đó là chúng ta hãy cùng mẹ Maria lên đường đi đến cùng ngoại biên. Cùng ngoại biên ở đây có thể đó là những người già cả theo đơn, những người bệnh tật, những người di dân nương dân, những người không có nơi nương tựa, những em bé không đủ điều kiện để đến trường, đấy là những người tàn tật con chúng ta vẫn phải đi bán vé số, vẫn phải đi kiếm đồng tiền mỗi ngày để nuôi sống cuộc sống của mình. Người tất cả những người đó đang hiện diện chung quanh chúng ta, và nếu các chị em di dân nương dân thấy rằng nơi cộng đoàn đó giúp chúng ta đang cùng nhau hối hả và hiện diện với nhau lên đường để đi đến cùng mọi người, như là đi đến với họ, thì con nghĩ rằng họ sẽ là cảm biết trước những gì mà chúng ta dành cho họ bằng một tấm lòng, bằng tình yêu thương. Đó là công đức, đó là việc mà chúng ta lo lắng cái phần thân của phần thân. Vì ta không thể thấy một con người không biết chia sẻ, không biết quan tâm, không biết động viên, không biết yêu thương với những người mà là cùng cô thân cô thế mà đi lo lắng cái phần lời đó. Việc củng cố bằng giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong tâm huấn về vấn đề loan báo tin mừng này bảo rằng thời đại ngày hôm nay người ta cần một chứng nhân hơn là thầy dạy, mà nếu người ta tin người đó thầy dạy đó là bởi vì thầy dạy đó là chứng nhân. Vậy thì bảo rằng con mời cả cộng đoàn hãy
lên đường đến với những người nghèo khổ, yêu đau bệnh tật, không có nơi nương tựa và không đủ điều kiện sống như một con người, để chúng ta chia vui với họ, nói với Chúa cho họ biết là đem niềm vui của tình yêu thương, niềm vui mà bởi vì Chúa Giêsu đã đến qua cái nhân loại này, niềm vui của ơn cứu độ đến với tất cả những ai đang gần của chúng ta. Còn Đức mong rằng ngày 13 tháng 9 năm tới, mỗi người chúng ta tháng 9 tới đây, mỗi người chúng ta sẽ có những lo hoa thiên là những